thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên những giờ xa xôi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi. Thế con mới hỏi là bạn này trông trắng hay trông bê đê? Trông trắng hay trông bê đê? Mọi người mới chơi cái trò nói thật, mới hỏi Ki là Ki có thích Mai không? Ừ. Ra Ki bảo Ki có. Tức là đúng lúc say thì hỏi. Em nhận ra rồi đó. Hai bạn này là chị một cũng nhận ra rồi ca đó. Sĩ rất là nổi tiếng. Lời đầu tiên con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Con xin tự giới thiệu, con là Mai Anh. Con bây giờ là 29 tuổi. Nghề nghiệp của con, nghề chính thì là làm mẹ, còn nghề phụ thì là vợ của ca sĩ ạ. Đó. Dạ, đầu tiên thì cho phép Chê Ki cũng như là con xin được gửi tới cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận một lời chào và một lời kính chúc sức khỏe thân thương nhất ạ. Trước tiên thì Chê Ki là một ca sĩ, hiện tại bây giờ đang làm ca sĩ tự do ạ. Con cũng như vợ con là hiện tại bây giờ cũng 29 tuổi ạ. Mới 29 xuân nữa ạ. À vậy hả? Trời ơi, cô rất là muốn con tặng cho cô, chú Thuận cũng như là tất cả các bạn ở đây một cái bài hit của con đi. Bài Đừng Như Thói Quen. Ôi, hiểu biết luôn ạ. Trời, biết sao không? Dạ chắc là con xin phép được hát một cái điệp khúc ạ. Đúng rồi, rồi. Đúng rồi. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên những giờ xa xôi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc mơ. Hay quá. Tôi nhớ con thời á, chú đi game show đó, nó có một câu á, dành tất cả thanh xuân để chơi game show. Aquaselin lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi khô thoáng nách đến vài ngày. Đây là một bản hit mà đã đạt được triệu, hình như là á, cả trăm triệu view. Dạ, đúng không? Trên YouTube. Đây là một ca khúc rất là thành công. Bây giờ chúng ta quay trở lại thời gian đi. Đúng rồi. Quay trở ngược lại thời gian. Thời gian. Không biết rằng là các bạn gặp nhau trong một cái trường hợp nào, và lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau? Cái lần đầu tiên gặp nhau của bọn con thì nó cũng hơi buồn cười một xíu. Lần đầu tiên con cũng chia sẻ này với mọi người, chưa kể này bao giờ. Cái hồi đấy là bọn con chơi chung một hội bạn, nhưng mà là hai nhóm riêng, hai tốp riêng. Thì là cái tốp này đi chơi trước thì là mọi người mới bảo là con cũng lâu quá con chưa có người yêu, mà Ki cũng lâu quá rồi cũng chưa có người yêu, thế là hai đứa thì đều cô đơn. Thế là bạn con mới bảo là hai đứa này có tính cách khá giống nhau, thì hay là thích xem thời sự, hay là giới thiệu chúng nó cho nhau để chúng nó xem thời sự với nhau. Thế là bạn con mới bảo là bây giờ sắp xếp một cuộc gặp cho hai đứa nó gặp nhau. Chồng con vừa nhìn thấy con không biết có chiến thuật gì không, đi vào chặt gà. Con bị đưa vào thế. Đi vào chặt gà xong rồi thì là sau hôm đấy thì gọi là có ấn tượng một chút với cả người kia. Nhưng mà trước đó là con đã nghe bài của bạn chưa? Con đã biết bạn... Tức là con cũng có biết bạn là ca sĩ thôi, chứ con không có ấn tượng gì lắm. Con có bạn con đi quay chương trình game show với cả bạn. Thì con mới hỏi là bạn này trông trắng hay trông bê đê? Trông trắng hay trông bê đê? Có bê đê thật không? Thì là bạn con bảo là không, bạn hình như cũng yêu con gái mà. Xong thì sau đấy con cũng không quan tâm lắm. Thì nói chung là đến lúc mà gặp thì con cũng kiểu con cũng không quan tâm lắm đâu. Thế còn Jay thì sao nào? Lúc đầu khi mà con gặp bạn này thì bạn ngồi trong góc, bạn không nói gì hết, bạn cứ nhìn. Xong đến cái khi mà bọn con ngồi nói chuyện, sau khi mà chặt gà xong ngồi xuống nói chuyện ăn uống với nhau, có uống vài chén, thì lúc đấy bắt đầu bạn nói chuyện. Nhưng mà mỗi cái câu chuyện của bạn nói thì tất cả mọi người đấy đều không ai hiểu cả, bởi vì là bạn nói rất là chậm. Đến cái khi mà bạn nói xong thì ở đấy có mỗi mình con hiểu thôi. Vậy cho nên là xong rồi tất cả mọi người bảo là chắc hai đứa này sinh ra dành cho nhau. Sau hôm đấy bọn con bình thường thôi à. Bọn con cũng có đi chơi chung với một hội bạn rất nhiều ngày nữa, vài tháng thì là có sinh nhật con. Đến sinh nhật con thì là con mới được bạn thân của bạn này nói chuyện, chạy qua nói chuyện con là chị ơi, nói chung là anh Ki thì kiểu cũng hay buồn lắm, ở nhà kiểu hay thơ thẩn, ngày ngủ đêm thức ấy ạ, để kiểu sáng tác hay làm gì thì con cũng không biết, mà ý là thời gian rất là lẫn lộn, mà ăn uống thì lung tung. Xót thương đấy, cho cái hoàn cảnh của cô Ki. Kiểu ý là thấy bạn thấy là bạn này kiểu bị cô đơn quá ấy. Thế là nhờ con là kiểu nói chuyện giao tiếp với Ki nhiều hơn để nhỡ chẳng may mà có hợp nhau. Thì là sau hôm đấy thì con cũng biết thế thôi. Và sau đấy thì bọn con có một chuyến đi Đà Lạt, mọi người mới chơi cái trò nói thật, mới hỏi Ki là
Ki có thích Mai không? Ừ. Là Ki bảo Ki có. Ồ. Thế đúng lúc say thì hỏi. Nhưng mà say là người ta nói thật nha. À. Những người khi say là thường nói thật. Rồi đến khi nào thì mới có những cái buổi hẹn hò thân mật với nhau? À, sau một vài lần khi mà bạn thấy thương cho cái tình trạng của con quá thì bạn bắt đầu nấu cơm gửi sang, bởi vì là bạn thấy là suốt ngày đi ăn ở dưới mua đồ ăn sẵn về ăn. Sau một thời gian thì bọn con hẹn nhau đi xem phim. Lúc đấy thì sau bắt đầu con cũng có ngỏ lời là cho mình tìm hiểu bạn. Thế rồi có bạn có nhận lời liền không? Không. Thế á? Thế con bị mất bao nhiêu lần thì bạn mới đồng ý? Một lần đấy thì rất là lâu luôn đấy. Cũng phải vài tháng đấy ạ. Hình như là tầm khoảng 5 tháng hay sao ấy. 5-6 tháng rồi. Dài rồi nha. Xong rồi đến lúc đấy là con có được mời đi một cái game show về tình cảm. Hẹn hò. Con thấy im lâu quá rồi, thế là con đi thôi. Thì sau rồi tự nhiên bài xuất hiện. Bọn con cũng có hẹn nhau rất là nhiều lần, nhưng mà trước khi mà quen bạn ấy là con giống như là bị mất niềm tin tình yêu ấy ạ. 3 năm trời con không quen ai cả. Ngày xưa còn có suy nghĩ là sẽ không lấy chồng luôn. Không lấy chồng, chỉ nhận con nuôi. Mà tại sao con lại thay đổi cái suy nghĩ của mình? Có phải là do là con bị bạn này chinh phục không? Dạ không ạ. Thì tức là con suy nghĩ khá là nhiều. Tự nhiên bạn lên show hẹn hò thì lúc đấy thì con tự nhiên con nghĩ là chắc có khi là mình không nghĩ nữa mà đến đâu thì đến. Vâng, thì là mình sẽ tự cho mình một cơ hội. Con cũng có quen biết với ekip chương trình nên là con nhờ mọi người sắp xếp cho con đi lên trên đấy bất ngờ xuất hiện. Thế là bạn cũng khá là bất ngờ. Và khi gặp nhau trên một cái sân khấu, trên một cái chương trình như vậy thì lúc đó cái cảm xúc con là sao? Đầu tiên là con bất ngờ, hoang mang, không hiểu sao lại có mặt ở đây. Nhưng mà vui không con? Có vui hồi hộp đúng thật không? Thật ra lúc đấy con có một cái luồng suy nghĩ thoáng qua đầu là tại sao đến đây, hay là vì mình. Ngay từ khi mà con nhìn thấy, con quay lại con nhìn thấy thì con thấy là phải lên để nó tỏ tình thôi, chứ không để cho bạn chọn ai khác. Và khi tỏ tình trước tất cả mọi người thì lúc đó làm sao? Thật ra là lúc đấy con cũng là một người kiểu cũng đứng trên sân khấu nhiều rồi. Nên là con biết cách để kiểm soát cái cảm xúc của mình nhiều hơn. Vậy là cái khi mà con lên như đấy nói bạn thì xung quanh đấy không có ai hết, chỉ có mình con và bạn thôi. Khi mà con đã xác định là con sẽ tham gia cái chương trình đấy thì là con sẽ chuẩn bị tâm lý cho mình trước là mình sẽ nói gì, mình sẽ như thế nào, xong rồi lên đến nơi thì con cũng quên. Nói chung con cũng hơi xúc động ấy ạ. Nhưng mà sau đó là có trao nhau một nụ hôn không? Lúc mà cắt máy rồi thì lúc sau bọn con ôm nhau ở trong cánh gà. Sau cũng có thơ lên trán bạn. Thơm lên trán thôi. Nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên của tụi con là ở đâu? Nụ hôn chính thức của hai người yêu nhau á. Còn nhớ nhất cái cảm xúc cái lúc mà hai đứa chạm môi nhau ở trong rạp chiếu phim. Cái lúc đấy là kiểu cảm giác kiểu hai đứa đang kiểu mân mê để được chạm vào tay nhau một tí thôi á. Sau rồi tự nhiên quay sang cái thì bạn ấy cũng quay sang, thế sau rồi con hôn luôn, mạnh dạn luôn. Nhưng mà lúc đấy là chưa chính thức quen nhau ạ. Lúc đấy là bạn vẫn thích con thôi ạ. Nhưng mà gia đình hai bên có ủng hộ không? Dạ gia đình hai bên thì trộm vía cả hai đứa cùng ế ạ. Cho nên gia đình con sốt ruột lắm ạ. Đẩy thuyền, đẩy ngay và liền luôn đúng không con? Rồi sau đó là bao lâu mới cưới? Sau đó thì cũng khoảng vài tháng ạ. Thì là bọn con cưới nhau. Là bây giờ đã có một em bé rồi? Vâng ạ. Bọn con có một em bé rồi. Mới đây thôi à? Còn chưa được tổ chức đám cưới nữa. Vâng ạ. Nhưng mà đã đăng ký kết hôn rồi. Vâng ạ. Đúng không? Vâng, lúc đấy là do dịch cho nên bọn con chưa tổ chức được. Bạn này còn trẻ quá, quen nhau nói chung cũng mới thôi chứ cũng không lâu. Nhưng mà không biết là về ở với nhau rồi thì có nhiều tật xấu nó lòi ra không con? Nhiều chứ ạ. Đứa nào kể trước đây? Nhất là con. Con không cần tự thú trước bình minh, tự động sẽ có người khui ra. Kể đi Mai, bữa nay cho fan có kia biết luôn. Nói chung là chồng con thì trước khi mà quen nhau thì là con gọi một cái là Ki sẽ lên đường luôn, đi ra ngoài búc xe ngay lập tức. Còn bây giờ thì con mà bạn đi ra ngoài thì chồng con sẽ phải chuẩn bị quần áo này, giày dép này, phụ kiện, mũ trang các kiểu. Nói chung là rất là lâu, khoảng tầm nửa tiếng, còn lâu hơn ở con nữa. Nhưng mà lúc nào cũng nói với con một câu là em cứ vào chuẩn bị đi, anh xong rồi. Đấy, nhưng mà xong rồi con vẫn phải chờ 30 phút nữa. Tức là chồng con thì sợ là đi ra ngoài là phải giữ hình ảnh. Cho đúng nên rồi, là chồng con rồi. Luôn luôn là hơi điệu một tí. Kỹ lưỡng, thôi cái đó cho phép. Vâng, nhưng mà ý con là lúc mà con bảo chuẩn bị thì không chuẩn bị, mà con chuẩn bị xong rồi thì mới bắt đầu ấy ạ. Thì đó là đời đó.
Nhưng mà đi ra ngoài thì chỉnh chu, nhưng mà ở trong nhà thì sao? Tôi ở trong nhà thì lôi thôi như nhau ạ. Lôi thôi như nhau ạ. Cả hai đứa con đều lôi thôi ạ. Không, cũng phải chấp nhận thôi. Tại vì để xả mà. Không phải, không phải ca sĩ mà xả đó con. Chứ bây giờ đóng thùng đóng hộp nhiều quá mệt lắm. Thì ra ở nhà là sướng nhất. Ở nhà là cứ xả ra. Vâng, hôm nay nhìn con như này thôi chứ ở nhà con cũng đồ bù tóc rối lắm. Con cũng chỉ có thời gian dành cho con là hết ngày rồi. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Có hay cáu không? Có ạ, nói chung là thỉnh thoảng sẽ bị kiểu hơi khó tính ạ. Hơi cáu gắt ạ. Mà cáu gắt với ai? Cáu gắt là vì bọn con là sinh con xong rồi không có nhiều thời gian dành cho bản thân này, không có nhiều thời gian dành cho nhau, cho nên là bị hơi stress, hơi kiểu khó chịu với người kia một tí. Thì sau nói chung là bọn con sẽ giải quyết cái vấn đề đấy ngay lập tức, sẽ nói chuyện với nhau là tại sao lại như vậy. Nó hay cáu hơn so với cái lúc mà đang chưa quen con. Nhau. Vâng. À, thế con ơi, vâng. Stress lắm, nuôi một đứa con không đơn giản. Vâng, đúng rồi ạ. Rồi bây giờ có mong muốn Ki thay đổi điều gì không Mai? Dạ, thật ra là không ạ. Tại vì là bọn con chấp nhận tất cả những cái điều đấy, cho nên là con với Ki thì không mong muốn là người kia phải thay đổi gì cả. Con chỉ muốn là ý là cái đấy nó bớt đi một chút thôi ạ. Không biết anh Ki này anh có lãng mạn không ta? Chồng con thì không phải là một người kiểu quá lãng mạn, nhưng mà chồng con sẽ không lãng mạn bằng hành động, nhưng chồng con sẽ lãng mạn bằng lời nói. Đến một cái ngày kỷ niệm hoặc là một cái ngày lễ gì đấy mà chồng con mà không mua quà hay là không biết con thích gì thì chồng con sẽ nói chuyện với con hoặc là nói những cái lời yêu thương. Cũng ổn ạ. Nói chung là tùy người, có người thì nói, có người thì hành động. Vâng. Nhưng mà thực ra khi mà đã là vợ chồng rồi á, vâng, thì nói mình thấy vẫn thích. Vậy con cảm thấy là đôi khi trong một mối quan hệ hôn nhân thì cái quan trọng nhất đấy là cái sự kết nối với nhau. Và đấy, nhất là cái khi mà nói chuyện được với nhau thì đấy là cái điều hạnh phúc nhất. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Đôi khi nói chuyện theo kiểu đúng nghĩa là bạn bè chí cốt nữa thì lại càng sướng nữa. Rồi bây giờ tới Ki đó. Cô ấy như thế nào? Nói chung là sau cái quãng thời gian sinh xong thì vợ con bắt đầu cũng hơi càu nhàu. Thi thoảng hay càu nhàu chuyện linh tinh ấy, kiểu là bị khó chịu trong người ấy. Lúc đấy đầu cũng đang bị bốc hỏa cho nên là suy nghĩ sẽ không được thoáng, không được thoải mái nên là cũng rất dễ cáu. Nhưng mà mỗi lần cầu nhau như vậy có khiến con cảm thấy khó chịu không? Tất nhiên là lúc đấy con sẽ khó chịu rồi. Và con phản ứng là như thế nào? Thường thì là con sẽ nói ngay lập tức luôn lúc đấy à. Bởi vì bọn con không có cái khái niệm là sẽ mỗi đứa là đi vào một góc. Mà là từ trước giờ có vấn đề gì là sẽ nói ngay lập tức lúc đấy, để giải quyết ngay lúc đấy. Thì nó sẽ không có những vấn đề tồn đọng. Thì mối quan hệ nó sẽ luôn luôn thoải mái. Ok, quá hay. Con có mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Chắc là cái điều mà con mong muốn nhất là bớt cào nhào đi thôi, nhưng mà cái đấy phải cần thời gian. Tại là bây giờ cũng đang trong... Nhưng mà tự dưng cào nhào à? Nó phải có vâng, lửa mới có khói. Vâng. Nói chung là nhiều lúc con tự cảm thấy ngứa mắt thì con cũng cào nhào. Con không nói sai đâu. Ví dụ như là để không đúng chỗ cái này cái kia thì con cũng kiểu cảm thấy khó chịu ấy, tự nhiên con cảm thấy trong người khó chịu thì con cào nhau thôi. Tự nhiên mắt nói thì phải nói. Vâng. Xong rồi nhưng mà chẳng may mà cái lúc đấy mà chồng con mà cũng khó chịu là chồng con với con là cãi nhau luôn. À, cô nói con nghe, thường phụ nữ á, lúc mà sau sinh á, là khoảng 5-6 tháng hay là 1 năm đổ lại là cơ thể chưa có lấy lại được vóc dáng. Cho nên nhiều khi mới hay có cái chuyện cào nhau hay là hay có những cái chuyện mà khó chịu hoặc là tủi thân khóc lóc. Chứ còn con là dáng của con á, là chuẩn của một người chưa bao giờ sinh luôn. Nhưng mà đôi khi vẫn bị stress xong rồi tự buồn, nhìn gương tự buồn bởi vì là bị gầy quá. Nói chung con cũng bị stress là vì con bị tụt cân ấy ạ. À. Vâng. Tức là khi mà lên bàn đẻ là con 49 cân. Mà cái thời gian vừa rồi không có ai giúp đỡ thì con còn có 40 cân. Trời ơi. Vâng. Xong rồi bây giờ thì con lên lại được khoảng tầm 42-43 cân. Rồi con gắng lấy lại. Lấy lại phong độ khoảng 45-46. Đúng rồi, chị là 45 thôi con. Tức là nếu như mà gầy quá thì con cảm giác là con bị yếu ấy ạ. Con không có sức để làm gì cả. Đúng rồi. Nhiều lúc con đứng ở trước gương mà con kiểu hơi sợ. Bởi vì là con nhìn thấy hai chân con bé quá, con không dám soi gương luôn. Xong rồi cứ ai mà nói đến chuyện là kiểu con không chịu ăn hay là con kiểu giảm cân thế này thế kia là con bị tủi thân ý. Con khóc luôn. Vâng. Con đừng có suy nghĩ về cái việc mà con bị ốm nữa, con bị gầy nữa. Cảm ơn hai vợ chồng Ki và Mai Anh đã đến với chương trình nha. Dạ vâng ạ. Aquaseline, lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Mà lần đầu tiên gặp anh Vinh này thì thấy anh như thế nào? Xấu anh. Trời mắt cũng mí, răng thì to. Ăn ngủ cà phê mà cứ nhe răng ra cười thôi. Vậy chứ mắc gì mà hôm đó là đi chơi nguyên một tại vì bữa đó em rảnh. Cô vợ đặc sắc quá vậy. Lâu lắm rồi á nghe. Đã, đúng là, trời ơi, đứng lên mở ra coi là cái gì. Mở ra coi đi. Mở ra coi.
đồng hồ chắc. Wow, một chiếc đồng hồ rất đẹp nha cả nhà. Ôi, thích không em? Ơi. Em thích cái này đúng không? Yeah, Casio cũng thích nhưng mà nó lại gắn thêm trách nhiệm vậy. Nếu có quả này chắc đi về muộn hơi khó này. Rồi. Xịt rửa mũi xoang Nam Dược, xịt sạch thông mũi, ngăn ngừa và giảm viêm mũi xoang. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào MC Hồng Vân, MC Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Quang Vân, là kỹ sư điện, em hay đi làm công trường. Em 35 tuổi, em ở Bình Thạnh, ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh nghe cái giọng của em là anh muốn biết là em gốc quê đâu? Dạ, quê em Đắk Lắk. Thôi, con mời vợ Vinh. Dạ, em tên Trang, em cũng đến từ Đắk Lắk luôn. Dạ, năm nay em 35 tuổi. Dạ, hiện tại em làm nhân viên văn phòng ở quận 1. Chắc là họ quen nhau từ cái thời họ ở Đắk Lắk á chị. Họ quen nhau ở quê. Đúng không? Sai hết rồi. Dạ không. Thôi bây giờ các bạn hãy khui đi. Lần đầu tiên mà các bạn gặp nhau là ở đâu? Lần đầu tiên tụi em gặp nhau là ngày mùng 4 Tết ạ. Bạn tụi em giới thiệu. Dạ, tụi em về quê ăn Tết á. Cái anh bạn của em với ảnh á là thật ra là anh họ của em giới thiệu anh đó cho em. Giới thiệu đó thì không biết anh đó có người yêu rồi. Thế là anh ấy sau này mới khai ra là có người yêu rồi. Thì mới cảm thấy có lỗi nên là dịp Tết á thì mới cài bẫy cho hai đứa này đi. Anh này cũng chưa có người yêu thì em cũng chưa có người yêu. Đó thì mới rủ đi cà phê ở trên phố, đi uống cà phê bình thường xong mà em có rủ về nhà chơi. Cái anh bạn của em thì anh nói là thôi hôm nay anh bận rồi thì hai đứa thì sẽ kèo tự đi chơi đi. Thì lúc đó thì em cũng rảnh, anh này cũng rảnh. Thế là đèo nhau đi chơi nguyên một ngày mùng 4 Tết. Mà lần đầu tiên gặp anh Vinh này thì thấy anh như thế nào? Xấu anh. Trời mắt cũng mí, răng thì to. Ăn ngủ cà phê mà cứ nhe răng ra cười thôi. Vậy chứ mắc gì mà hôm đó là đi chơi nguyên mùng 4 Tết? Tại vì bữa đó em rảnh, cháu của em là đi về quê, anh chị cũng về quê, có mỗi mình em ở nhà đâu có làm gì đâu. Thế còn Vinh thì sao nè? Lần đầu tiên đến thì em với bạn em đi đến cuộc hẹn hơi trễ, khoảng tầm 30 phút, 45 phút gì đấy. Sao trễ dữ vậy? Dạ thì em cũng không biết là đi lên gặp mai mối giới thiệu gì sao đâu. Em tưởng là đi chơi thôi cho nên là cũng thông thả đi. Đi nửa đường thì bạn mới nói cô này cô vẫn ngồi chờ trên đó. Thì thấy đồ thì đến lúc gặp mặt thì điềm tĩnh chứ không có nóng giận gì. Thế mình thấy có ấn tượng. Tuy rằng mình trễ hẹn nhưng mà cô điềm tĩnh, cô ngồi bao chờ. Bao dung một người phụ nữ bao dung đúng không? Yeah. Nói chung là có ấn tượng ok với cổ. Yeah. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào? Đó. Đó em cũng có quen mấy anh chàng cũng làm cũng công việc cũng ổn định, lương cũng cao, cũng có nhà thành phố vậy đó. Quen thời gian xong mình không có nói chuyện, không có hợp, rồi khác về tôn giáo nữa cho nên là mình không có quen. Nên sau cái này cái là mình đặt tiêu chí rồi thôi, mình lấy được người đàn ông nào thương mình là được rồi, yêu chiều mình rồi làm những cái gì mà mình muốn. Rồi ông này ông có được bao nhiêu trong cái tiêu chuẩn của em? Dạ nói chung là ok chị, 100%. Nghĩa là đó là cái thời gian các bạn gặp nhau là ở trên Đắk Lắk. Nhưng mà sau Tết rồi thì là có xuống Sài Gòn để mà tìm hiểu nhau tiếp tục hay không? Và quen nhau ở đâu? Dạ có, thì mùng 5 Tết em có mời ảnh là xuống nhà ở Sài Gòn chơi. Nó thì lên em cũng ok, rồi em lên nấu cơm xong rồi tối hai đứa cũng đi chơi vòng vòng, cũng nói chuyện qua lại Zalo xã giao thôi. Thì thấy là bạn này là đầy đủ cái tiêu chí đó thì phải khí thế tiến tới thôi. Đúng không cưng? Nhưng mà trong thời gian quen thì 3 tháng á thì kiểu như là quen nhanh thì mình chán cũng nhanh. Chắc có chuyện xảy ra đúng không? Nói chung là về công việc cũng ảnh nhiều khi cũng bấp bênh nè. Rồi thời điểm đó là ảnh quen em sau 2 tháng thì ảnh có làm bên công ty về điện nữa. Dạ, thời gian thì hai đứa cũng không có dành cho nhau nhiều, vừa làm quán pizza vừa làm bên điện nữa nên gặp nhau cũng ít. Rồi cũng có xích mích một ngày cái này nọ. Ban đầu tính sau 30 tháng 4 là xuống là chia tay không quen nữa. Sau đụng cái 2 ngày sau cái em với ảnh nói thôi cưới nhau đi. Cái gì kỳ vậy? Dạ cưới nhau trong vòng 3 ngày thôi. Tại sao? Lúc đó thì cũng lớn tuổi rồi, thôi thì cưới nhau luôn đi, rồi được tới đâu á tính gia đó. Gia đình có hối cưới không? Dạ không. Trong cái lúc quen nhau đó thì em cũng làm hai việc chứ không phải là em làm cái câu lạc bộ bia không của em. Cô bạn này cũng lớn tuổi rồi thì mình chắc cô cũng không có phải là đòi hỏi hay là mè nheo nhiều như các cô tin. Thì mình mới tập trung cho công việc nhiều hơn. Thì không ngờ là cô thì thật ra thì là do mình sai, thì chị em phụ nữ thì ai cũng giống nhau. Người ta cũng mong muốn được quan tâm, được yêu chiều. Thế thì em mới thấy là mình sai thì em mới
nó là nghĩ là thôi cô này ok thế này thôi mình phải cưới luôn, vừa xuống làm quà vừa xuống coi như là kết hôn luôn, đặt vấn đề kết hôn luôn. Em thì Bình Dương còn em là Sài Gòn, cho nên là đi lên đi xuống phải nói nó rất là vất vả đúng không? Thời điểm sau thời điểm cưới nhau thì cũng vẫn làm ở Bình Dương với Sài Gòn đó. Rồi con cái là lúc nào? Lúc thì em có con luôn thì em sợ là cũng muộn á. Sợ lâu đúng không? Dạ. Rồi cái lúc mang bầu với sinh con á là cũng có gần. Dạ thì có, tại vì nhà em có cho thuê nhà đó, em cũng có mấy bạn ở trong nhà chung nhà luôn. Thì dù có vấn đề gì thì có mấy bạn đó hỗ trợ. Chỉ là mình không có chồng ở bên cạnh nhiều thôi. Rồi hai vợ chồng về sống với nhau giờ đến cái phần mà loài tật xấu nè. Dạ ảnh thì cũng ngoan lắm, chỉ có cái tật là ngủ mà nghiến răng á. Em có làm sẵn cái máng răng cho ảnh. Nhiều khi ảnh nhớ thì ảnh ngậm, khi là ngồi bấm điện thoại xong cái ngủ quên á. Quên ngậm răng coi như là nguyên một đêm lại bị mất ngủ. Ảnh ngủ ngon lắm. Như vậy cái tật xấu không phải là tật xấu nghiến răng mà là quên đeo cái máng. Quên đeo máng nghiến răng. Đó, tật xấu là tật hay quên. Tội gì nữa? Còn gì nữa không? Với lại trước khi cưới á, trước khi quen á thì cũng có nói là anh bỏ hút thuốc thì em mới quen anh. Thì cũng có bỏ thuốc thiệt. Thì đến một năm sau khi mà ảnh làm xa nhà kiểu sao vợ con, cái mùa Covid bị ở lại Vũng Tàu 3 tháng á thì cũng buồn cái là hút thuốc lại. Hút tới giờ luôn. Dạ đúng rồi. Trời em phát hiện ra xong cái cũng chửi mấy lần, giận mấy lần xong cũng cho mặt ra vậy ạ. Em ơi, cái dòng mà đã cai thuốc rồi hút lại là hút gấp đôi nha. Dạ. Mốt có tự lực cánh sinh đi, có cai được thì cai, không cai được thì chưa xong cứ ngưng một lần là gấp đôi. Nhưng mà theo anh á thì là bớt dần và nếu được bỏ luôn đi. Tại vì thứ nhất là nhà có trẻ con. Cái thứ hai nữa mình cũng lớn tuổi rồi, bây giờ cái thuốc lá nó rất là nguy hiểm. Với vợ và con em là những người mà bị ảnh hưởng nặng hơn. Hoặc là những nơi em tới sửa điện. Cả nhà bị dính hết luôn. Rồi, có mong muốn ông xã thay đổi điều gì không? Với lại hai vợ chồng em đang có dự án làm YouTube về du lịch á. Thì cứ cuối tuần là em cứ bắt ảnh đi quay. Cái cuối tuần là ảnh được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà không có được ngủ nướng là bắt đi quay vậy, đúng 6:30-7 giờ đi quay. Xong khi về làm video kiểu như em không biết làm thì ảnh biết làm, anh nhưng mà ảnh làm nhăn nhó á. Hai vợ chồng cũng cự nhau. À, xong bây giờ em chỉ muốn là ảnh giúp em là đi quay nhiều hơn rồi cùng nhau đi du lịch nhiều hơn để mình có thể làm một cái kênh về du lịch nó. Đó là cái sở thích của em đúng không? Dạ đúng rồi. Mà yêu cầu cao lắm ạ. Chính em là cái người đầu tiêu ra cho vợ đó chứ. Tại vì hồi trước vợ em hay đi du lịch mà toàn là chụp hình không. Thì em mới nói vậy xong mẹ không làm một cái kênh YouTube đi rồi. Để quay lại những cái kỷ niệm đó mà up link để trên mạng đó để xem cho vui, làm cái kỷ niệm. Vợ mới nói nhưng mà cái này là em không biết quay nè, em cũng không biết làm phim nè. Thế nói thế bà biết không? Này bà biết thì để bà làm, để bà hỗ trợ cho mẹ. Nhưng mà đến khi mình hỗ trợ là yêu cầu cao quá, giao deadline dí sát đít luôn, mình còn công việc của mình nữa chứ. Bà không trả lương đâu đúng không? Nói tật xấu của bà luôn đi. Bà dí quá đúng không? Dí quá, bào quá. Bào làm bào hết, vừa sửa điện vừa sửa nhà rồi vừa nói chung nhà có cái gì sửa được là sửa hết. Rồi còn làm các kênh YouTube cho vợ. Rồi còn phải đi ra ngoài làm kiếm tiền nữa. Bào quá chừng bào. Bào cả tinh thần lẫn vật chất. Nhưng mà nhiều lúc than thì nói bào cho vui chứ vợ em sống rất là tình cảm. Tuy rằng nấu ăn không ngon chứ nhưng mà biết chồng mệt thì vẫn xuống bếp và nấu những cái món. Tế tật mà em chưa hài lòng đó. Ừ. Dạ, em nè. Tật xấu là quá dị ứng với lại bụi bẩn. Ở quá sạch. Hầu như cái thời gian ở nhà là dành để mà dọn dẹp rồi lau chùi bụi. Thì em nghĩ là cái nếu mà mình quan tâm cái vấn đề nhỏ mà nó nhiều quá thì nó lại tốn đi cái thời gian để mình làm cái việc khác. Thế là may sau này gia đình hai vợ chồng có điều kiện, có nhà to mà lâu cả đó có mà chết. Kể như vậy thì cũng rồi. Em mong vợ em thay đổi điều gì nhất? Dạ thì em mong vợ em thì chịu khó lên YouTube là học các món ăn nấu cho nó tay nghề nó lên cao hơn. Anh nghĩ được nữ đó. Là yêu bằng tay nha. Em học được có một ngày xong em mai em quên công thức. Em biết không, phụ nữ mình là thích yêu bằng tay. Nhưng mà chinh phục đàn ông là phải bằng miệng đó. Bằng là món ăn đó nha. Hôm nay thì nhân dịp đến với chương trình Vợ Chồng Son thì không biết rằng là hai vợ chồng có những cái tình cảm gì hay là có những cái sự bày tỏ nào dành cho nhau hay không? Dạ có, em có một món quà đặc biệt dành cho chồng của em. Thì cảm ơn ảnh là trong thời gian qua ảnh cũng biết lắng nghe mình rồi cũng có hỗ trợ mình làm rất là nhiều thứ. Cô vợ đặc sắc quá vậy. Lâu lắm rồi á nghe. Đứng lên mở ra coi là cái gì. Mở ra coi đi. Mở ra coi.
đồng hồ chắc. Wow, một chiếc đồng hồ rất đẹp nha cả nhà. Thôi em đeo luôn đi cưng, đeo luôn đi cho nó giữ lại làm kỷ niệm, đeo luôn. Dạ, bây giờ hứa với ảnh hoài là bây giờ mới mua được ạ. Wow. Còn mặt miết lòng thầm luôn kìa. Trời ơi. Thích không em? Em thích cái này đúng không? Dạ, Casio. Cũng thích nhưng mà nó lại gắn thêm trách nhiệm vậy. Nếu có quà này chắc đi về muộn hơi khó này. Thôi, bây giờ mình đã nhận quà rồi thì không biết rằng là mình phải có cái điều gì đó để mà đáp lại với vợ chứ. Đúng không? Chồng xin cảm ơn vợ. Thì hai vợ chồng mình đến với nhau nhanh nhưng mà trong cũng 2 năm dịch vừa rồi thì lần này là lần mặc áo cưới thứ 5 của vợ rồi. Vì dịch nên tụi em vẫn chưa có hoàn thành xong cái thủ tục cưới của tụi em nữa. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua cái thời gian khó khăn. Mong vợ mạnh khỏe, vui vẻ. Dạ. Dạ rồi, cũng chúc ba là có nhiều sức khỏe để có thể mẹ bào nhiều hơn, bào sức nhiều hơn. Đây trả lại cái hộp nha. Rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Cà cái bông đẹp quá luôn vậy đó. Có những cái điều mà mọi người làm được mà anh nhìn anh chỉ khát vọng thôi, không bao giờ anh đạt được. Thí dụ như là anh kẹp một cái kẹp ở trên đầu, không bao giờ được chị ạ. Có cài một bông hoa ở trên mái tóc làm đó. Gì có chỉ có nước mà tái sinh mới có thể có thì thôi đó. Rồi chào mừng hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Anh Quốc Thuận và chào tất cả khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Lâm Thanh Tài, năm nay 26 tuổi, quê Quảng Bình và hiện tại sinh sống ở Sài Gòn. Và công việc chính của em là kinh doanh. Kinh doanh ngành nghề gì, bật mí cho anh biết được không? Dạ em kinh doanh chuyên về mảng đông y ấy, đông y và mỹ phẩm. Dạ có mở doanh nghiệp riêng. Rồi hay quá, mời em. Dạ xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Cô chú luôn đi. Dạ. Dễ, hoặc là con hoặc là em cho dễ. Dạ. Dạ xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Và xin chào khán giả trong chương trình Vợ Chồng Son. Thì hiện tại là con là Trần Thị Thúy Vi, 23 tuổi. Đó, hiện tại đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quê ở Đà Lạt. Con làm gì? Dạ cũng kinh doanh ở phụ chồng ở trong là hai vợ chồng đều làm chồng nhưng mà là giám đốc doanh nghiệp. Mà giám đốc là chắc có lẽ là đây đúng không? Sếp đúng không? Thôi bây giờ nó nghe nè, nãy là do bị mất sóng cho nên là nó bị trục trặc không có rõ. Bây giờ anh mời em giới thiệu lại một lần nữa nha. Đằng nào cũng phải giới thiệu thì thành ra là gọi cô Hồng Vân với chú Thuận luôn đi, xưng hô cho nó dễ nha cơ. Dạ vâng. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Và chào tất cả khán giả đang xem chương trình. Và em tên là Lâm Thanh Tài, quê ở Quảng Bình và hiện tại đang sống ở Gò Vấp. Hiện tại đang làm công việc là kinh doanh và năm nay thì em 26 tuổi. Nhưng mà con kinh doanh gì? Dạ em kinh doanh về chuyên về sản phẩm về đông y và mỹ phẩm. Dạ vâng. Là doanh nghiệp riêng của mình. Dạ đúng rồi. Đúng không? Như là vợ phụ chồng. Dạ. Chồng như là quản lý hết tất cả mọi thứ. Như vậy là coi như là tất cả mọi thứ là hai vợ chồng quán xuyến mà như kinh tế gom hết luôn. Gom hết, lọc sàn xuống. Dạ. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi lần đầu tiên là hai bạn gặp nhau như thế nào. Cơ duyên nào gặp nhau, rồi ấn tượng gì về nhau. Dạ, đó là cái lần đầu tiên là khi đó là hai vợ chồng đang cùng làm chung một công ty cũ hồi xưa. Thì đi làm thì cũng trong công ty có tổ chức về một sự kiện lớn. Thì bất phước là cái đêm đầu tiên của để mà bắt đầu ngày vào ngày mai để mà mình diễn cái buổi văn nghệ. Thì tối đó là tập trung xuống để mà tập văn nghệ diễn á. Thì bất phước anh này anh đứng đầu hàng ở phía bên kia. Còn con thì đứng ở phía bên này cùng với lại support. Thì anh thấy anh này anh cứ để ý mình mới hỏi là support là tại sao anh kia anh cứ đứng mà anh cứ hỏi mình hoài. Thì bất phước là anh nó cứ để ý lúc đó từ đầu cho đến cuối luôn, là lúc nào cũng để ý mình cảm thấy hơi bị ngượng nên rất là khó chịu. Là cái từ cái lần đó là bắt đầu mình để ý đến ánh mắt của anh này. Nhưng mà tại sao lúc đó em lại nhìn cô này dữ dội vậy? Giống như tiếng sét ái tình ấy, giống cái gu ấy. Giống như cái gu ấy, bởi vì em thì đàn ông mà cứ thấy con gái là mình phải tia. Thế là cái cô này lại đúng gu của mình, là thấp luôn luôn nữa mà đã vậy còn cười dễ thương nữa. Cho nên là bản thân em cũng tia. Thế là nhìn nhưng mà không có cảm tình gì. Nhưng mà không biết điều gì mà cứ nhìn qua nhìn lại, rồi cô ấy cười rồi em lại nhìn tiếp. Thế là hai bạn cứ nhìn nhau thế.
Tức là trong một cái buổi tiệc đó là anh đầu xong em cuối xong. Dạ. Rồi thỉnh thoảng là cứ chạm mắt nhau. Dạ. Bạn kia thì rất là cảm thấy ngượng ngùng đúng không? Còn bạn này thấy bạn kia đúng gu của mình. Nhưng mà ngay ngày hôm đó là hai đứa vẫn chưa cảm thấy là yêu nhau, thích nhau đúng không? Dạ chưa. Dạ. Chưa. Vậy là sau ngày đó thì bao lâu? Dạ qua ngày mai là cái buổi chính thức, là buổi sự kiện chính thức tổ chức ra á. Thì trong cái buổi giao lưu của trong cái chương trình sự kiện đó thì anh này là anh lại hay chặn đầu. Anh thấy mình là cứ chặn đầu thôi, mình kêu là đi ra chứ sao đứng đó, cứ chặn đầu với mình. Cứ chàng ràng. Dạ đúng rồi, lại thấy cứ chàng qua chàng lại như vậy. Mình cảm thấy là tại sao cứ chặn đầu với mình như vậy. Thì nói chung là bữa đó là cũng không có ý gì hết, chỉ mới là cái mà để cái rào chặn thứ nhất để mình để ý đến cái đối tượng này sao. Là kiểu như vậy. Nhưng mà em chặn như vậy thì có nói chuyện không? Dạ không. Hay là chỉ sàng qua sàng lại vậy đó, bích đường người ta. Chỉ chặn và cười thôi, cứ cười nhìn nhau cười thôi. Dạ đúng rồi, cứ kiểu là nhây nhây với nhau ấy. À rồi sau đó thì sao? Rồi sau đó thì như thế nào, tại sao hai đứa lại đến với nhau? À, sau đấy thì bởi cái lúc đấy em là quản lý cho công ty đấy. Thì cô này mới là một nhân viên mới, thì học cái kỹ năng về bán hàng ấy. Thì cô ấy được một người quản lý có gửi cho em và học về cái bán hàng. Thì cô ấy cũng học và sau đó thì một thời gian thì bén duyên. Thì chắc là để vừa em kể cho nó hay. Rồi bây giờ bén duyên sao nè, ai là người chủ động tỏ tình? Dạ như là con thì phải. Luôn hả? Dạ. Nói chung là bữa đó là có cả mình gọi là nhân viên ở sau mình nữa, nhân viên dưới mình, thì dẫn cái bạn đó đi học. Tại vì có nghe cái tiếng tăm của anh này ở trong công ty đó là anh là một người bán hàng rất là giỏi, rất là xuất sắc luôn. Nên là tại sao mình không có đi học hỏi anh này. Thì học hỏi bất phước sao mình lại thấy được cái pin của anh đeo là pin quản lý, trợ lý quản lý. Thì mình cảm thấy là trợ lý quản lý như vậy, thứ nhất là rất là giàu, rất có tiền rồi. Dạ ngon đúng rồi. Tại vì hồi đó là chỉ mới là sinh viên thôi thì làm gì có tiền. Thì thấy ảnh lại có cái pin như vậy là mình cảm thấy là sang tháng sau lên quản lý là rất là giàu, rất là có tiền, là nhóm đối tượng là đầu tiên rồi. Thứ hai nữa là cũng có bà chị làm chung thì chị cũng có nói là anh này, bạn này là sinh năm 95, là hợp tuổi rồi. Là đầu tiên là thấy hợp tuổi á. Là thứ hai nữa là hồi đó có hay đi cờ bó kêu con cứ chồng xa mà xem 95 là con cứ lựa những người như vậy thì mới giàu. Thì mình lại có những cái định là lại thứ nhất là lên vị trí quản lý, thứ hai nữa là hợp tuổi mà sinh năm 95 nữa. Thế là bắt đầu là lên một ý tưởng hết để tiếp cận là con đã coi như là giăng bẫy để cho con mồi vào lưới tình của mình đúng không? Dạ. Đó, bây giờ cái kế hoạch giăng bẫy làm sao? Chiêu của con sao, con chia sẻ cho cô nghe coi. Là bữa đó là trong nhóm có chơi một cái trò chơi là đăng hình lên và xem cái lượt like đó như thế nào thì mới được phần quà. Thì bữa đó là con có cầm những cái tấm hình đó thì xuống nhờ ảnh á, là cố tình tiếp cận là nhờ ảnh like cái bài đó và kết nối nhắn tin với nhau là trong Facebook. Là kết nối hỏi Facebook ảnh đó tên gì. Rồi kết nối trên like để mà mình hay thường xuyên mình nhắn tin. Thì kết nối được rồi là sang về nhà là cứ nhắn tin, mà ảnh này ảnh rất là chảnh luôn. Ảnh không có trả lời, kiểu như là mình nhắn tin kiểu như nhắn tin rác vậy đó. Thì khi đó là mình cứ lúc nào cũng đẩy tin nhắn lên để mà ảnh cảm thấy là mình phải cố gắng mình làm phiền người này thì người này mới có khả năng là để ý đến mình nhiều hơn. Tại vì mình đã đánh đối tượng rồi. Nhưng mà lý do gì sao mà em lại không trả lời với người tin nhắn của người đẹp này, trong khi đúng gu của mình rồi đó. Đúng gu rồi mà lý do gì? Trước đó là khoái cười. Trước đó em thực tế thì em cũng cười nhưng mà không có một cái chút gì đó gọi là đồng lại. Thì bản chất là cứ thấy con gái xinh thì hay chọc hay ghèo vậy thôi. Thế là thấy cô này nhắn tin thì cũng giống như những cái bạn mới ấy, thường hỏi về cái bán hàng. Thế là em cũng bỏ lơ, không quan tâm lắm. Bởi vì lúc đấy cũng bận cái chương trình công ty nhiều, cho nên không quan tâm. Thế là một thời gian thì cô ấy nhắn thì em cũng có trả lời, cũng nói chuyện qua lại. Thì cũng gặp mặt rồi nói chuyện rồi chỉ cô bán hàng làm sao để mà bán được hàng. Thế là một thời gian thì hai bạn rủ nhau đi ăn. Cứ đi làm về thì bảo là anh về thì cùng đường với em. Chờ em với. Thế là bữa cũng không biết tại sao mà đi làm về mình cứ lại đứng đợi cô này. Thế là dẫn cô này đi ăn được mấy bữa. Thế là thật sự là em có cùng đường về nhà với ảnh hay không? Cùng ra chỗ lấy xe. Nhưng mà cái nhà của em ấy, mà ảnh có cùng đường không? Em sẽ cái hỏi. Cái bẫy thì bởi vì mới hỏi đó. Thì đó. Đang văng chiêu mà, bây giờ đang văng lưới mà. Thì bởi vì mới hỏi nè để cho cô nói nè, đó. Hồi đó là có hai bãi giữ xe. Một bãi là sau lưng công ty thì gần quá, một bãi thì phải ra tuốt đằng sau gần một cây số thì mới tới chỗ giữ xe.
thì đã có ý định rồi thì phải gửi xa xa một chút để mà cùng đường đi với anh này về. Để ít nhất là nhờ anh là anh chở em ra cái chỗ giữ xe đó với hay là một cái gì đó. Nói chung là phải tìm mọi cách để tiếp cận với nhau. Dạ đúng rồi. Nhờ bây giờ mọi lúc mọi nơi. Bây giờ kể cho anh nghe một cái lần mà coi như là tiếp cận mà nó đáng nhớ, một cái kỷ niệm mà nó đáng nhớ lúc mà em văn bẫy anh đó. Tung đòn cuối. Đó. Cái đó dính luôn á. Cái đó là gọi là tung đòn cuối. Tung cái knock out luôn á. Dạ cái hôm đó là cái hôm là thứ nhất là sinh viên là hết tiền ăn rồi. Thì bữa đó là bất phước là anh này anh kêu anh có việc. Thì mình cũng lang thang đi từ đó mà đi chậm lắm. Đi chậm đó tới chỗ chung cư, tới chỗ gửi xe đó. Thì bất phước mình nhắn tin ảnh, mình cảm thấy là bây giờ làm sao để anh ra. Anh cứ đang bận mà. Thế vậy alo anh ơi em đang đứng ở dưới chỗ này nè. Anh có ra được không thì em buồn quá. Nói chung là vẽ hết một câu chuyện, vẽ hết một bức tranh để mà để anh ra được. Lúc đó buồn rồi, nói chung là rưng nước mắt rồi, nói chung là phải làm sao cho anh ra là được ngày hôm đó. Là tối hôm đó sau là anh chạy ra, anh nói với anh chạy ra ngồi dưới ghế đá đó. Và nguyên một đêm luôn, nguyên một đêm tới sáng lúc cỡ tầm khoảng 5:30 là bắt đầu anh lấy xe anh về rồi. Thì mình đi xe về nhà mình. Là hôm đó là tâm sự cũng nhiều mà anh cũng có chịu ra nữa là may mắn. Mà chứ... con nói cái gì, con buồn cái gì? Quan trọng là con khóc. Con nói làm sao, con nói tại con khóc lóc rồi con nói con buồn cái gì mà anh hết hồn anh chạy ra. Hồi đó là hồi xưa là nhà có cho đi bên, cũng có ý định là cho đi Nhật. Thì mình lại đang ở trong Sài Gòn, vừa đi làm vừa đi học nữa. Thì mình lại có một cái suy nghĩ là bây giờ chỉ còn cách này mới cho anh ra thôi. Giờ cũng vừa khóc rồi vừa lu bu là anh ơi em buồn quá, chắc là em nhảy cầu tự tử thôi. Giờ em không có chịu nổi nữa rồi. Giờ em buồn quá hay là anh ra với em đi. Thế là anh này anh cũng có ra. Anh có ra rồi anh cũng tâm sự nguyên đêm như vậy đó. Nói chung là nói gì thì sao mà không ra được. Đúng không rồi, em? Dạ vâng. Nhưng mà em có tin đó là cái sự thật không? Dạ, lúc đấy thì em không tin. Không tin nhưng mà em bảo tự nhiên 9 giờ rồi. 9 giờ em đi làm về tắm rửa để ngủ rồi. Thế là cô ấy mới nhắn bảo là anh ơi em buồn quá. Chắc em đi nhảy cầu. Thế là lúc đấy em bảo thôi bây giờ chạy ra xíu để xem tình hình thế nào. Lúc đấy cũng chưa yêu đâu. Thế là em mới chạy ra. Thế em bảo thế em bây giờ muốn đi đi nhảy cầu nào để anh chở đi. Thì một mình buồn quá. Thế là em cũng dua theo. Kiểu em chọc chọc vui vui ấy. Để cô ấy khỏi có suy nghĩ đấy. Bởi vì em cũng nghĩ là cô ấy áp lực cuộc sống hay là cái gì đấy. Thế là mới ngồi trò chuyện. Thế là mới khui ra câu chuyện là kể về người yêu cũ rất là nhiều. Rồi hỏi cô ấy hỏi một câu là anh có biết tình yêu và gọi là tình yêu và cái gì nhỉ? Tình yêu và tình thương là thế nào không? Ấy thế là cô ấy gà cô ấy hỏi để mình nói. Thế là cuối cùng hai vợ chồng mới ngồi chơi với nhau, ngồi thì cũng tâm sự tới 5 giờ sáng thì sau đó đi đi về. Và cùng hay thì không có yêu mà ngồi được chứ ta 5 giờ sáng mà vẫn nói là không yêu. Một là phải có ý, phải có một cái tình cảm đặc biệt với cô này. Bây giờ là mấy giờ nè? Bây giờ cỡ 7 giờ tôi đã ngà ngà tôi buồn ngủ lắm rồi. Mà ngồi mà tới 5 giờ sáng. Không phải chị. Không ngủ, không nghe không gì mà vẫn nói là chưa yêu. Chị em mình là khác. Tuổi cao sức yếu, hoặc là do ngồi nhiều quá cho nên nó mệt. Còn tuổi này nó trẻ, đúng không? Nhưng mà trong lúc mà an ủi như vậy thì có khoác vai dỗ về rồi có ôm chút xíu không? Thì mình là đàn ông mà lúc đấy mình cũng có khoác vai và vồ về. Thì thấy cô đây sao cô cũng cũng để yên, thế là mình khoác vai luôn. Thế là lúc đấy em mới ngồi tâm sự tới sáng. Xong ngày đó xong thì hai đứa chính thức yêu nhau. Nhưng mà không có nói gì. Không có em cũng không bảo là bây giờ em làm người yêu của anh hay là cô ấy bảo là làm người yêu của em mà hai đứa từ tới với nhau vậy đấy. Không ai mặc nói định, mặc định là đã yêu nhau đó đúng không? Dạ. Và như vậy là cái bẫy của em đã giăng thành công đúng không? Đúng không em? Dạ đúng. tiếp theo là tiếp hôm đó xong là đã cảm thấy rất vui rồi. Là đúng rồi, đúng mục tiêu là mình đã nhắm tới rồi. Thì bữa đó là sang ngày Valentine, không phải ngày Halloween. Bữa là sang ngày Halloween thì rủ ảnh đi ăn, ảnh không có đi, mới rủ đi với bạn. Thì sang ngày tiếp theo nữa rủ đi thì lúc này đi ăn hủ tiếu. Thì có nói là bất phước lúc đó là bà chị có gọi điện thoại là đòi tiền phòng. Thì mình lại nói giờ không có tiền giờ làm sao ta. Là nghĩ trong đầu như vậy. Chứ bà nói anh ơi mà má chưa kịp gửi tiền lên nên hay cái gì cho anh mượn đi rồi mai má gửi lên trả lại. Lúc đó là anh có đưa ra 2 triệu để trả tiền phòng. Là từ đó xong là vẫn chưa trả lại. Tới giờ chưa trả luôn. Dạ chưa. Bây giờ là lời dữ lắm đó nghe. Dạ.
bây giờ là tính là tính ra cái tiền lời của cái 2 triệu đó là bây giờ bộn mà nghe cưng. Coi như là tình cảm vừa có xong là sau đó mượn tiền liền. Dạ. Coi như đã có duyên rồi, bây giờ tôi mắc nợ anh là chính vậy đó. Mắc nợ luôn. Coi như duyên nợ coi như phải dính gieo luôn. Gieo duyên rồi bây giờ gieo nợ luôn. Ủa, đúng không? À. Rồi sau đó sao nè? Rồi mấy ngày sau đó tiến triển làm sao? Là lúc đó là mấy ngày sau thì vẫn đi làm về bình thường, cũng kêu chờ với chỗ cũ là cứ chờ với chỗ cũ đi thôi. Là không biết lúc đó là anh có thương mình hay chưa, nhưng mà mình có ý định là cảm thấy là anh này đã ok rồi, là đã nhắm đúng đối tượng là mình đi thôi. Thì sang một ngày nào đó là buổi hôm đó là không có muốn về nhà. Lại anh này có xe. Thì bữa đó là mới hỏi là xe bị hư em mới để ở nhà, thì anh kêu anh này anh chở em về. Thì chở em về thì bữa đó là tối 11 giờ rồi. Thì em kêu là thôi vậy em không muốn về. Anh chở em đi đâu đi? Thì anh này anh cũng hỏi là em muốn đi đâu, kêu em muốn đi đâu cũng được. Thì anh cũng trễ rồi, anh có rủ đi cà phê. Thường thường thì đi cà phê thì vô đó ngồi thì mỏi lưng này nọ lắm. Mất thời gian. Dạ đúng rồi. Thì đó là thôi, hay là anh có hỏi anh câu là vậy em muốn đi đâu? Thì em mới nói là hay đi khách sạn đi anh. Là nói hay đi khách sạn đi anh. Anh này anh lại suy nghĩ cái gì á, lúc anh có sợ hay không? Bây giờ hỏi thẳng luôn đi. Lúc đó em nghĩ gì? Lúc đấy mới quen thì em cũng nghĩ là đi cà phê thôi, bởi trong đầu em chưa suy nghĩ nhiều. Thế là em mới rủ đi cà phê, bởi vì cũng mới mấy ngày thì em bảo thôi bây giờ đi cà phê, bởi vì em có hay ngồi quán cà phê Thức ngay chỗ Quang Trung ấy. Thế là em hẹn cô đi cà phê, không chịu, đứng giường từ khoảng 30 phút rồi bảo bây giờ để suy nghĩ. Thế là cô nói câu bảo là thôi giờ đi nhà nghỉ, mình cũng hết hồn. Em cũng hết hồn luôn, không biết cô này tính khí sao mà mới có mấy ngày là rủ mình đi nhà nghỉ rồi. Thế là lúc đó em từ chối, em bảo thôi đi cà phê đi. Thế là cũng chành chành xíu bảo đi cà phê, nhưng mà trong lòng muốn lắm rồi. Thế là cuối cùng thì hai đứa đi. Đấy, đi thì vào nhà nghỉ. Nhưng mà trước khi vào cô vẫn bảo là không được làm gì ABC. Cô cũng bảo không được làm gì. Cô rủ mình đi nhưng mà cô lại nói trước như vậy. Trời ác vậy em. Chứ ác vậy. Rồi sao nè? Sao nữa? Kể tiếp này. Là khi mà vô là em vẫn có nói là vô đây là không được làm gì hết, chỉ được ngủ thôi, tại vì đi nhà nghỉ là chỉ có ngủ thôi. Thì với đó là anh cũng bình thường, anh cũng không có động tay động chân, cũng chỉ là ngủ thôi. Nhưng mà cũng có khuyên câu là cái gì con gái là ngủ là thường là không nên mặc áo, thì nó sẽ bị chật rồi ung thư khó chịu nữa nhỏ. Thì mình nghĩ là mình cũng suy nghĩ cũng giống má mình hồi đó mình có nói như vậy đó. Thôi mình cởi áo, cởi áo ngực thôi và không làm gì hết. Thì bữa đó là chỉ ôm nguyên đêm không ngủ mà cứ ôm ngủ thôi. Là vẫn thức mà khó chịu tại vì lần đầu tiên gặp hơi trai cô. Là không có ngủ, là cứ ôm mà cứ thao thức miết rồi ôm vậy đó. Chưa làm gì hết. Không làm gì hết. Dạ. Rồi bao lâu thì mới làm gì hết? Bao lâu cái gì, người ta tới từ cái đó đến đó là có mấy bữa à. Bây giờ mình phải hỏi là bữa sau thì sao? Hôm sau đó, hôm sau thì sao? Phải hỏi bao lâu đi để cho nó tưởng là lâu hả? Không có tưởng. Không biết đâu, chừng nó cả năm trời á. Bao lâu thì mới ăn nhau? 5 ngày sau là cũng có lý do là không muốn về nhà. Nên là anh cũng kêu không muốn về nhà, giờ trễ rồi đi công viên. Thì đó là phải đi công viên trước là sớm rồi. Là vẫn đi công viên đi bình thường, đi nhắc nàng nguyên một vòng công viên vậy đó. Xong rồi đi vô, mà cũng đi vô nhà nghỉ. Mà đợt này cũng kêu là không có làm gì nữa nha anh. Anh cũng kêu anh không làm gì hết. Thì khi mà bắt đầu khi tới giờ ngủ rồi, tắt đèn hết rồi, cũng tắm nữa nọ tắt đèn hết rồi. Thì bữa đó là anh kêu bây giờ không biết anh đang suy nghĩ là không biết bây giờ có nên làm hay không. Thì con thì vẫn nằm im, vẫn sợ tại vì lần đầu tiên chưa bao giờ mà trải qua vẫn cái cảnh như vậy hết trơn á. Thì khi đó anh mới kêu là anh vẫn có mò rồi. Anh có đặt tay rồi nhưng mà vẫn hất ra. Không được, tại vì cảm thấy cái cảm giác này nó làm sao á. Mình cứ sợ nữa. Vừa suy nghĩ bây giờ vô đây mà lỡ quất cây quất ngựa truy phong luôn là không có biết tìm mặt mũi đâu hết. Nên là vẫn sợ, vẫn nằm. Thì anh kêu là không sao rồi em, nhẹ lắm, không sao đâu anh, nhẹ lắm, không sao đâu. Là hôm đó là cái đêm lần đầu tiên của con. Đây là người chồng đầu tiên mà cũng là người đàn ông đầu tiên của con. Dạ. Rồi sau đó thì sao em? Em lúc đó em không, cái cảm giác của em sau đó như thế là em bị bất ngờ không? Cô gái thì rất là dạn dĩ nhưng mà cuối cùng thì thực sự là đó là một cái lần đầu tiên của em có thấy bất ngờ không? Dạ em cũng thấy rất bất ngờ, nhưng mà thừa lúc đấy mới 19 tuổi. Vừa em mới 19 tuổi cho nên là cũng trẻ mà. Cho nên là cái vấn đề lần đầu tiên thì em không bất ngờ. Nhưng mà bất ngờ cái là cô ấy rất là thoải mái.
Nó không giống như dè dặt giống như là những cái bạn trẻ khác. Thì rất là thoải mái. Nhưng mà lần đầu tiên phải làm tâm lý nhiều lắm, dữ lắm. Làm tâm lý dữ lắm mới được. Như vậy là sau bữa đó là cái lẽ là cứ đi liên tục đúng không? Sau bữa đó là ghiền luôn. Ghiền luôn. Ghiền luôn. Một tuần như vậy là coi như là không ngủ ở nhà mấy đêm. Một tuần hai chiều tới khách sạn. Một tuần là hai triệu tới khách sạn. Có chỗ 200, có chỗ 300. Như vậy là 10 ngày. Một tuần có thể đi tới một tuần 7 ngày. Thì 6 ngày có thể nguyên một tuần cũng có. Một tuần 5, tuần 6, tuần 7. Tốn tiền dữ em. Rồi sau đó làm sao phải tính kinh tế chứ. Tại bé này nó khó khăn quá mà. Sau khoảng 2 tháng. 2 tháng thì quen nhau thì quyết định hai đứa quyết định là ở riêng. Quyết định là ở riêng luôn bởi tốn tiền khách sạn quá. Một tuần với 2 triệu, tháng với 8 triệu, 2 tháng là 16 triệu. Trời ơi trời, dữ dội vậy. Dọn về sống chung cho nó đúng khỏe. Rồi. Rồi sau này về sống chung, về sống thử luôn đúng không? Dạ vâng. Rồi thử. Trong thời gian hai đứa yêu nhau thì có cái biến cố gì không? Giận hờn, đòi chia tay chia chân hay là những cái gì không? Hay là suôn sẻ cho tới khi lấy nhau? Có một lần là trước khi mà yêu nhau ấy, lúc mà đang mới yêu khoảng tầm đầu một tháng ấy, thì cô đòi chia tay bởi vì biết được là trước đây là em có yêu một hai bạn gì đấy. Thì cô ấy bảo là cô ấy không phải là cái người duy nhất thì cô lại đòi chia tay. Khóc. Cô ấy mới đầu tiên cô ấy rủ em đi nhậu. Em nhậu đúng một lon xong rồi em say em kể chuyện. Thì em kể nhiều chuyện quá thì cô ấy giận. Em muốn khui em đó. Kể chuyện người yêu cũ thì cô ấy giận. Thế là xong rồi cô ấy lại khóc rồi cô ấy bỏ về. Bỏ về rồi đòi chia tay đủ thứ. Rồi em phải khuyên, phải đứng dưới nhà ấy, đứng dưới nhà của phòng trò ấy. Rồi xong gọi rồi bảo là anh với em xác định lâu dài mà, đâu phải là ngày một ngày hai đâu. Rồi xong rồi khuyên mãi đến 2 tiếng sau mới chịu xuống. Là cái lần đó. Dạ đúng rồi. Rồi như là sống thử như vậy. Rồi có bị coi như là tai nạn vỡ kế hoạch trong không? Có lần bác sĩ vỡ hoạch không? Bác sĩ có cưới không? Dạ có. Bữa đó là ngày 27 tháng 4 là phát hiện được là có em bé. Là có em bé xong là vẫn thấy rất là sợ, mà tới đó là đang bị đau bụng là vẫn phải đi khám. Thì cái động trời là 3 ngày 3 đêm khóc liên tục 3 ngày 3 đêm mà anh này cũng phải nghỉ việc ở nhà để mà dỗ. Mình lại có một cái suy nghĩ là giờ mình ăn chơi rồi, giờ cái hậu quả mình phải chịu thôi, mà không ai chịu cho mình thì mình tự chịu. Mình phải nói là bây giờ không biết sao thôi đi bỏ. Thì cũng có ý định là đi bỏ em bé. Thì tại vì đang nghĩ là về gia đình của mình nữa, tại gia đình của mình cũng có văn hóa này nọ. Thì mình mới nói là thôi giờ bỏ đi anh. Cũng vừa khóc, cái miệng mình nói rất là mạnh nhưng mà trong tâm mình không có dám đi, không dám bỏ. Thế sợ, 3 ngày 3 đêm khóc than khóc trời, khóc mà làm đùng 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 hết. Là 3 ngày anh ở nhà anh cũng có lo lắng, anh sợ. Tại vì anh này anh rất là thương em bé. Mà anh kêu có thì cứ thôi, cái gì đâu em. Ngày đó. Nhưng mà em thì sao? Em có nghĩ rằng là cái việc mà cô nói cô bỏ đứa nhỏ là thật không? Và em có sợ không? Dạ, đầu tiên thì lúc mà phát hiện bầu ấy, phát hiện bầu là cô nằm cô khóc. Sáng em mới ngủ dậy thì cô bảo có tin. Xong cô nằm cô khóc. Khóc em không biết là khóc chuyện gì. Thế là em mới ở nhà em xem. Thế là lát nữa cô mới kể bảo là hai vạch. Cô mới đưa xem hai vạch khóc. Khóc cả ngày luôn. Thế là đòi bỏ. Thì trong trong bản thân của em nghĩ là cô ấy đòi bỏ thật. Bởi vì là quyết liệt lắm. Đến một tuần sau vẫn quyết liệt là đòi bỏ. Nhưng mà em thì em lại không muốn bỏ. Bởi vì em về cái tâm linh ấy. Thì em lại suy nghĩ đến cái việc là sau này cái hậu quả ấy, là có thể là cả hai đều phải gánh. Có thể là mình sau này mình yêu nhau lấy nhau rồi đấy thì mình vẫn phải gánh cái điều đấy. Cho nên là em thiên về tâm linh và cũng là thương nữa. Thương mình cũng là thương thật lòng mà. Đã về ở chung rồi cho nên là em cũng không quyết định là khuyên cô ấy không bỏ. Thế là cứ mỗi lần dần ấy, dần thì cô ấy lại bảo là mệt mỏi quá, đòi bỏ. Cứ khoảng tầm một tuần sau ấy, mỗi lúc mà mệt mệt ấy, thai nghén mà. Thế là cô ấy đòi bỏ thì em mới bảo là thôi bây giờ lên xe anh chở đi đi. Thế là em giả vờ vậy rồi em chở đi ăn xong là thôi. Lại quên con nít mà. Dạ vâng. Rồi lúc đó có báo với gia đình hai bên không, hai đứa? Dạ có. Ba mẹ. Dạ phản ứng sao là đầu tiên là anh gọi cho ba mẹ ngoài đó. Thì trước đó là ba mẹ cũng có biết là hai đứa ở chung rồi, thì ba cũng có nói nhỏ với anh này là có xác định không mà ở chung tội con người ta. Em có nghe câu đó. Thì lúc đó là ba mẹ biết rồi cũng bình thường, ba mẹ cũng chung là vui. Khi mà ảnh gọi cho ba má của con á, thì lúc đó trong lòng mình rất là sợ.
sợ lắm, bây giờ không biết phải ứng xử như thế nào. Thì khi anh gọi xong là má có nói là má có nói là thôi bây giờ cứ ở đó đã để nói ba. Thì ba rất là nóng, ba rất là giận về cái vấn đề mà khi phát hiện là con gái mình đi học xa mà có bầu. Là sợ, thứ nhất là, thứ hai nữa là sợ thằng này nó có đàng hoàng hay không. Rồi nhiều khi bỏ thì sao, là sợ cái đó. Khi đã nói về được thì má có khuyên ba thì mọi thứ đều hoàn toàn tốt. Thôi là xuân sẻ, xuân mừng. Nhưng mà cái khi mà em biết tin là vợ có bầu, cái cảm giác em như thế nào? Cảm giác em lúc đấy nó cũng bàng hoàng á, bởi vì chưa chuẩn bị gì hết. Mà vui không em? Vui, bản thân em vui. À rồi, như vậy là ổ bé được bao nhiêu tuổi? Dạ hiện tại là bé được 2 tuổi. Và đó bé lớn, bé gái. Và bé sau là 1 tuổi bé trai. Chà, như vậy là 2 năm, 2 đứa. Nối tiếp đó, tiếp luôn á. Đẻ đứa này xong cấn đứa khác luôn á. Tại thương gia quá mà, cho nên là 2 năm 2 đứa. Dạ, đúng không? Dạ. Với lại là làm liền để nuôi lần chó đã. Đúng không em? Là ba mẹ có hỗ trợ trông nom giùm không? Hay là tự con tự chăm 2 đứa luôn? Hồi đó là sanh 2 bé là về nhà bên ngoại. Thì khi đó là 3 tháng sau là có dẫn 2 bé vô đây là tự chăm bé. Bây giờ là tự chăm luôn, giỏi. Bây giờ hiện tại là 2 bé đang ở dưới ngoại. Là ở đâu em? Ở Đà Lạt. Đà Lạt. Dạ. Bao lâu mới về với con? Dạ cứ 1 tháng là về 1 lần. Mới Tết đây con mới đưa 2 đứa về thôi, chứ thường thường ở trên đó. Trước đấy là ở trên này. Nó mà trên đó nó quen khí hậu rảnh rồi là nó không có chịu về Sài Gòn đâu. Rồi bây giờ thôi, tình cảm của các em nói chung là cũng rất là đẹp, phải không? Mà đẹp nhất là 2 năm 2 đứa. Đó. Rồi chắc có lẽ là bây giờ mình đến một cái phần nó rất là hay. Và các em, anh nghĩ các em cũng rất là quen thuộc cái phần này, đó là phần khui tật xấu của đối phương. Đúng không? Rồi giờ anh, bây giờ anh hỏi em trước đó. Cô ấy có tật xấu gì không? Vợ em thì có nhiều tật xấu lắm. Rất là nhiều tật xấu. Thứ nhất đó là về việc mà gọi là muốn cái gì thì phải theo ý mình. Còn mà trái ý là mình dằn liền. Ví dụ là lâu lâu mà rất dễ thương đó. Anh ơi, anh có thương em không? Cứ hở ra là hỏi anh có thương em không? Thì em cũng ngày trước thì em không biết, nhưng mà bây giờ thì biết rồi. Cứ hỏi thương em không? Thì mình bảo là không. Thế là cô ấy dằn. Lần sau thì mình biết ý thì mình bảo là thương. Thế là cô mới nói cái yêu cầu. Cô ấy muốn cái gì, ví dụ muốn ăn hay là muốn làm cái gì đấy thì hỏi. Thì vừa em mới hỏi thì khi mà em đáp ứng được ấy thì vui lắm. Đáp ứng được những điều vừa em nói thì vui, nhưng mà không đáp ứng được ấy thì lại là giận. Nghĩa là hay giận. Đúng đó, rồi. Hay giận và muốn chồng phải làm những gì đó theo ý của mình. Dạ vâng. Không quan trọng đúng hay sai đâu, cứ quan trọng là chồng phải làm theo ý mình vậy đó. Vợ luôn luôn đúng mà. Rồi tiếp theo. Cái tiếp theo, một cái sở thích mà nó rất là, phải gọi là nó rất là sao nhỉ, khi ngủ ấy thì thích sờ soạng. Phải sờ soạng, phải ôm mới ngủ được. Đó là sở thích, một cái tật xấu mà em nghĩ là chắc vừa trong thì cái này có lẽ là tật tốt đấy. Mà em thì sao, em thấy thì sao, em thấy thích không hay là em thấy nó phiền? Thấy thích. Nó phải tật xấu. Nó phải tật xấu em ơi, nó phải tật xấu. Có hay bướng bỉnh không? Bướng bỉnh hay cãi chày cãi cối không? Dạ vâng có. Cái đó là xấu nhất luôn đấy. Cái đó là xấu nhất. Cãi cho tới đó phải không? Cãi cho tới, nói chung là hay nói lắm. Cầm ram rồi cãi gì cũng cãi cho tới. Nhưng mà trước mặt vậy thôi, nhưng mà trong lòng nó biết mình sai, rồi tự sửa trong lòng ấy. Kể cả mà em khuyên hay em nói thì cũng vậy, không bao giờ nhận lỗi. Mà sau đó thì lại tự thay đổi, tự sửa bên trong ấy. Mình tự nhận thấy là bạn đã sửa luôn đúng dạ không? Dạ vâng. Con nít mà mới có 23 tuổi chứ mấy. Dạ vâng. Nhưng mà cãi là phải cãi tới đó. Đúng rồi, phải cãi chày cãi cối, cãi đến không cần biết, thua cũng phải là thắng đã rồi tính tiếp. Nhưng mà vừa em thì suy nghĩ rất là chín chắn. Nhiều lúc suy nghĩ chín chắn. Cái lúc tức giận thì vậy thôi, nhưng mà sau đấy thì suy nghĩ rất là tuyệt vời. Tức giận nhưng mà có nóng tính không? Dạ có. Và nóng tính nó có phải là tật xấu đối với em hay không? Em nghĩ thì đó là cái sự nùng nìu ấy. Có nghĩa là trong nhà đối với chồng thì vậy, nhưng mà ra ngoài thì không có như vậy. Ít hạn chế, không phải là khi nào cũng nóng tính như vậy. Rồi còn gì nữa không? Có lèm bèm lẹp bẹp không? Số 1. Ngay đi ngay lại một câu chuyện phụ nữ có là thường vậy. Không, những cái lèm, chuyện cũ như là lôi ra nói lại á. Rồi cãi chày cãi cối. Nói chung lèm bèm là thường là của những người phụ nữ lớn tuổi nha. Con là con có đủ luôn đó, vừa nít vừa người lớn luôn là con á. Không, nhiều khi lớn lên cái lại hết lèm bèm. Rồi. Bây giờ tới con. Ảnh thì không có nhiều tật xấu,
nói chung là ở từ hồi xưa, từ hồi lâu tới giờ là không có nhiều tật xấu. Chỉ có đúng một cái mà nó hòa, nó tới nó lui và không bao giờ sửa. Đó là mỗi lần tắm á, là mình cũng có chỗ để mình để cái đồ dơ. Ảnh là không có để đồ dơ, cứ tắm xong dùng cái bạch đi dưới đất vậy đó. Là mỗi lần ra vô mình cảm thấy chỗ đó nó không có được sạch thì phải bỏ vô trong cái giỏ để mình đi giặt. Không, cái lần xong, ủa anh sao không có lấy cái đồ đó mà bỏ trong cái giỏ mới giặt. Kêu ừ, chắc anh quên rồi, anh xin lỗi. Mà cứ 10 lần như vậy thôi và không bao giờ rút kinh nghiệm. Anh rút hoài cũng vậy à. Bừa bộn. Dạ, bừa bộn. Thứ hai nữa là cái về quần áo á, thì thường thường con không có biết là đàn ông mặc như thế nào. Nhưng mà thấy chồng mình về mặc xong một lần đó là bộ cất với tủ. Xong rồi cách ngày hôm sau, ngày hai mặc lại là một bộ đó mặc hai lần mới đi giặt. À, tại không tiếc á, tiếc lại còn mới quá đúng không? Còn mới quá cho nên mặc là, cho nó dơ. Chắc là làm việc ở trong văn phòng máy lạnh đúng không? Đó, cho nên rằng không có cảm giác đồ của mình dơ. Đó, và thấy vợ chắc sợ vợ giặt nhiều tội cực. Mà giặt nhiều á, đồ cũng mau hư lắm. Thực sự là như vậy đó. Rồi còn nên, gì nữa? Về tật xấu thì anh chỉ có nhiêu đó thôi. Còn những cái anh không biết làm, anh làm cho lố thì đâm ra thì mình lại nói nhiều. Nhủi chén mắm thôi là mình kêu là không có hai vợ chồng mà anh làm cả cối chén, cả cối mắm vậy thì đâm ra mình lại đâm ra cái tính mình nói nhiều nữa. Kêu không biết thì phải hỏi chứ, sao mà làm như vậy. Mình hay cằn nhằn vậy nè. Mà con mong mỏi chồng con thay đổi cái gì? Nói chung thì thật sự là anh đã hoàn hảo rồi, chỉ có bản thân con tự ngộ nhận ra thôi. Dạ. Vậy cứ vậy yên đúng không? Để yên vậy luôn, không cần thay đổi gì luôn đúng không? Dạ không thay đổi. Giờ cho dù mình kêu ảnh nhiều rồi ảnh không thay đổi, nhưng đâu có làm được, mình cũng tự đi làm với ảnh thôi à. Thôi cứ vậy đi ha. Dạ. Rồi cưng thì sao? Em thì không muốn vợ thay đổi điều gì. Vợ thì hơi nóng tính và nhiều khi trẻ quá, cho nên là cái sự bồng bột ấy thì mỗi khi mà có chuyện gì ấy thì chỉ cần là vợ là suy nghĩ chín chắn và sau đó mới là chia sẻ ra thì nó sẽ giúp vợ chồng hòa thuận và hạnh phúc hơn. Em hiểu không? Dạ có. Chỉ điều đó thôi đúng không? Dạ vâng. Đúng rồi. Còn mọi thứ thì vừa em tốt rồi. Tuổi với độ tuổi này vừa sinh được hai bé và làm vợ vừa phát triển kinh tế tốt. Đúng và rồi. Như vậy thì em cảm thấy tốt rồi. Và em thấy rằng là người đàn ông sinh năm 95 này là quá hợp với em không? Dạ đúng rồi, quá hợp. Thực ra vợ em là hơi bị được đó nha. Còn cái chuyện chín chắn là từ từ á, lứa tuổi từ từ bạn đó bạn sẽ bồi dưỡng cho bản thân mình để chín chắn hơn. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc thôi chứ khuyên gì giờ đang hoàn hảo quá rồi. Muốn thêm đứa nữa không? Có được. Dạ cũng có ý định là trời ơi có ý định kế hoạch đi thôi, kế hoạch đi trời hoạch ơi đi. Tại vì bây giờ không ở chung á, các con ở xa mình không có nên khổ từ ông từ bà. Khổ ông bà. Rồi chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần kiểm tra quý và bốc thăm may mắn nha.